Cái thứ ba là anh dùng cái danh sách đấy ra năm sản xuất đúng không? Năm sản xuất thì anh cũng dùng cái lệnh tương tự này này. Thì list gì của mình cũng là list auto. Đấy, mình tìm ra như vậy. Thì mình sử dụng cái thằng where này. Đây, mình vẫn sử dụng thằng where thôi. Đấy, where. Thì bây giờ lấy năm thì anh sử dụng là cái thời gian đúng không? À, năm sản xuất đúng không? Năm sản xuất. Đấy, thì anh có thể chấm year ở đây. Chấm gì ạ? Đấy, bây giờ 2010 đây. Đấy, như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, thuộc tính của thuộc tính đúng không? Năm sản xuất này là thuộc tính của cái thằng ô tô. Đấy, còn kia nó là thuộc tính của cái năm sản xuất này. Nó date time nó sẽ chấm được. Cái thứ tư là sắp xếp danh sách với năm sản xuất giảm dần. Thì đây anh sử dụng lệnh order by. Sử dụng lệnh order by thì anh sắp xếp luôn cái danh sách ở trên kia thôi. Chúng ta có danh sách ô tô này, chúng ta sắp xếp nó. Đấy. Chấm order by descending giảm dần. Chấm năm sản xuất chấm gì ạ? Này năm. Vâng, sắp xếp giảm dần. Đúng rồi, tôi chọn sai cái đoạn list kia nên mở bán ra. Phần 5 là xóa các xe có năm cũ hơn đúng không? Vậy cái này anh làm nốt nhá. Học nốt xem đấy. Nói chung là tự làm thì nó mới xin lỗi, mới xin lỗi mình mới nhớ anh. Cứ phải có lỗi thì mới nhớ được. Đây còn mấy bài tập này anh còn phần nào chưa giải được anh làm nốt nhá. Hôm nay anh em mình vào phần mới, anh em mình học HTML. À buổi trước anh em vẫn hứa là còn học một phần nữa nhỉ? Có một phần gì nó trước chung bảo mới có 10 lệnh mà đặt còn thêm đấy sao? Vâng, còn khá nhiều lệnh đấy. Bây giờ. hôm nay anh em mình sẽ học thêm liên quan đến phần nối bảng cũng như là sử dụng cách viết khác. Đây, em sẽ tạo ra, coi như mình sẽ quên bài hôm trước đi và mình sẽ tạo ra cái khác. Ví dụ em có một folder khác đi. Add new folder. Em sẽ có là phần sản phẩm. Ở trong này em sẽ thêm hai cái class, là một là cái loại sản phẩm. Đấy. Cái thứ hai là cái sản phẩm. Thì thông thường ấy, thì một cái sản phẩm thì nó sẽ được phân loại đúng không anh? Đấy, thì cái sản phẩm này nó sẽ là một cái thuộc tính của cái thằng sản phẩm này. Thì trước tiên là em sẽ đặt thuộc tính cho cái class sản phẩm, loại sản phẩm đã. Thì mình sẽ có một cái biến cửu y, mình gọi là ID của nó. Mình cho set get vào nhé. Cái thứ hai là mình cho một cái tên phân loại, tên loại. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo là phần sản phẩm này. Sản phẩm thì mình sẽ có những cái thuộc tính sau. Để ID sản phẩm này. Mình cũng có để set get vào. Tiếp theo mình có tên sản phẩm kiểu string. Cái thứ ba là mình sẽ có phân loại. Thì nó sẽ là cái khóa ở bên này, mình sẽ sử dụng theo cái ID ở bên này. Đây. Cái phần ID này mình sẽ nối sang bên kia. Mình sẽ gọi là ID phân loại. Đây, ID phân loại. Bây giờ em sử dụng thì nó như thế nào? Đây ví dụ
Bây giờ em vào phần program này, em sẽ khai báo hai cái đối tượng ra. Cái phần này em sẽ copy ra thành một file khác, em bảo em copy thành một file khác nhá. Em cất cái này cho anh nhé. Copy. Hoặc là bài 3 đi, để lại thành bài 3 đi. Hôm nay bài 4. Chỉ cần khác class là được. Nó chạy được. Thì chạy nó chỉ chạy một cái main thôi, thì cái này em đặt class khác, em comment lại hết. Comment lại hết thì được, thì sau này anh làm cái tài liệu anh đọc cũng được. Còn cái program này thì em sẽ xóa cái lõi đi để đỡ vướng. Đây thì em sẽ khai báo ra hai cái danh sách. Đầu tiên là cái list sản phẩm, list loại sản phẩm. Đấy, danh sách loại. Cái này thì mình báo đỏ thì mình using nó vào thôi. Mình chưa có đường dẫn. Đấy, anh using nó vào là được. Code 1 console app sản phẩm. Này như cái thư viện toán, ok anh ưu dinh vào là được nhé. Ưu dinh và báo ưu dinh gì thì mình ưu dinh đấy thôi. Đây. Thì vẫn cái câu lệnh hôm trước, để anh em mình sẽ add hai cái vào đây, add hai cái dữ liệu tạo vào đây, new loại sản phẩm này, id bằng 1 và tên loại bằng loại một chẳng hạn. Tương tự thì mình sẽ add loại 2. Đấy thì coi như là mình có hai cái phân loại. Thì bây giờ mình sẽ có một cái danh sách nữa là danh sách về cái sản phẩm chứ không phải loại sản phẩm nữa. Đây mình có danh sách sản phẩm. Tương tự em sẽ add vào đây khoảng add một cái thôi, add một cái để người ta test nhé. Sản phẩm này. Đây thì ID bằng 1 này, nó có ID sản phẩm. ID sản phẩm này, tên sản phẩm này. Thứ ba là cái ID phân loại. Thế là em sẽ y bằng 1. Bằng 1 nó chính là cái thằng này đây. Chính là thằng loại 1 đây. Thế bây giờ em cái console nó ra đã, hiển thị nó lên màn hình đã. ID trước thì bằng cái sản phẩm, tại vị trí số 0 chỉ có một cái thôi thì nó sẽ nằm ở vị trí 0 nha anh nhá. Đấy cái đấy của mình đánh từ 0 trở đi, thì nếu mà có một cái thôi ấy, thì nó chỉ đứng ở số 0 thôi, thì mình sẽ đánh ID ở đây. ID sản phẩm. Tên thì mình sẽ sử dụng cái thuộc tính là tên. Ba là cái phân loại. Đấy. Thì mình chỉ có cái thuộc tính ID phân loại này thôi.
À, chạy như thế này thì anh sẽ nhìn thấy cái kết quả nó là như thế này. Thì bây giờ mình muốn là cái phân loại của mình ấy thì nó phải là cái tên cơ. À, mình biết là cái một này khi mà làm với database ấy thì mình đã nối rồi đúng không? Thì bây giờ nó phải biết là nó là cái gì thì anh bắt buộc anh phải đi tìm cái phân loại này bằng bao nhiêu. Thì mình sẽ sử dụng những hàm khác. Một là tìm kiếm. Đấy, buổi trước là chúng ta chưa học một cái tìm kiếm này. À, tìm kiếm một đúng không? Tìm kiếm một theo ID. Đấy, nhưng mà chúng ta học theo tìm kiếm theo ID này. Thì anh sẽ tìm theo cách như sau. Chúng ta vẫn tìm đây đúng không? Thì kết quả chúng ta sẽ tìm ra được một cái loại sản phẩm. Đấy. Loại FP1 đúng không? Lại cho cái sản phẩm 1 đấy. Bằng cái danh sách này. Chấm file. Đây, chúng ta có cái lệnh này. Lệnh file, file theo ID. Thì anh có thể điền số 1 đây. Cái lệnh này thì nó chỉ áp dụng cho cái trường hợp là chúng ta sử dụng với database. Còn trường hợp này nó không biết xác định đâu là ID thì anh có sử dụng hàm khác là hàm single autofill nhá. Cái hàm file hôm nào làm với database em sẽ nhắc lại. Thì chúng ta sử dụng hàm này. Em.id. Như thế này nếu mà nó có trên này nó chỉ có một thôi, cái này nó là thuộc tính khóa mà nên nó chỉ có tồn tại duy nhất một thôi thì chúng ta sẽ tìm được. Đây, em sẽ để bắt đây cho anh xem nhé. Đây nó chạy đây rồi này, anh lách qua nó này. Đây thì anh sẽ nhìn thấy nó sẽ tìm được một cái. Đấy, nó chỉ tìm được một cái thôi. Bây giờ mình biết nó là số 1 thì bây giờ không biết thì mình có thể là tìm theo cái sản phẩm không này đúng không? Mình chấm vào đây này. Không này. Bằng cái này. Chấm ID loại. Đây, ID phân loại. Đấy, như thế này. Thì ở đây anh chỉ cần điền cái sản phẩm đây. Đánh cái tên ra. Đấy là nó sẽ tìm được. Đấy. Đấy là một cách để chúng ta tìm một đối tượng duy nhất. À, nếu mà nó có hai cái giống nhau ấy thì anh sẽ bị lỗi cái lệnh đấy. Đấy, khi mà hai cái giống nhau nó sẽ lỗi cái lệnh đấy. Đây, tại vì nó chỉ single thôi mà, single là duy nhất. Đấy, trường hợp này anh để ý nhá, nếu mà sau này đi tìm mà trong cái list chúng ta phải xác định được cái khóa này sẽ không bao giờ trùng nhau. Nếu mà đã trùng nhau rồi khi chúng ta tìm theo dạng sinh khối thì cô nó sẽ bị lỗi để tìm duy nhất thôi. À, trường hợp thứ hai chúng ta sẽ có thể nối hai bảng lại với nhau. À, chúng ta sẽ nối hai bảng với nhau. Đoạn này sẽ áp dụng tìm một đối tượng là tìm lọc danh sách theo thông tin mở rộng. Đây, thì em sẽ nối hai bảng lại với nhau này. Thì chúng ta sẽ sử dụng trước tiên chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là cách viết khác đã, cách viết select đầy đủ. Đấy. Thì bây giờ lấy ra cái danh sách sản phẩm ấy. Đây, list sản phẩm này, chúng ta có danh sản phẩm này. Áp dụng là chúng ta sẽ đi tìm lấy ra danh sách đấy, lấy ra danh sách sản phẩm có ID loại bằng 1. Thì nó chính là phần que hôm trước đúng không anh? Đấy, cứ tìm cái gì đấy chúng ta gọi là hàm que. Thì mà em hôm nay sẽ viết cái khác. List sản phẩm này.
danh sách loại 1 bằng, đây chúng ta sẽ viết cái khác. Hôm trước chúng ta sẽ viết là danh sách sản phẩm chấm que đúng không, chấm que này điền vào đây. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ viết cái khác là chúng ta sẽ viết theo dạng from này. Đấy, from này từ đối tượng gì anh thích đặt nó lên là gì cũng được. Đây, nó giống như kiểu for x ấy. Đấy, đổ cái đối tượng, đổ vào từng đối tượng SP này, sản phẩm này trong cái danh sách của chúng ta. Đấy, chúng ta truy cập vào cái danh sách đấy và đổ từng cái dòng ra cái SP này, cái biến SP này. Đấy, xong đấy chúng ta mới que. Đấy, xong chúng ta que ở đây. Đấy, que chúng ta không biết theo dạng kiểu kia nữa, bây giờ nó sẽ đổ vào cái SP này. Nếu biết theo dạng trước là chúng ta sẽ đổ vào cái M kia hoặc là cái gì đấy chúng ta đặt trước cái biến lambda này đúng không? Thì bây giờ nó sẽ đổ cái này, nó chỉ khác một chút thôi. Đấy, còn cái so sánh thì nó là như nhau rồi. Đây, ID phân loại của chúng ta sẽ bằng 1. Đến đoạn này chúng ta tìm được rồi, nhưng mà chúng ta lấy cái gì chúng ta muốn thì chúng ta chỉ cần select. Đấy, chúng ta select SP. Đấy, xong ở ngoài chúng ta mới chấm to list. Đấy, thì cả cái chỗ này nó sẽ khác cái đoạn hôm trước anh em mình viết. Đoạn kia thì dành cho trường hợp nó ngắn hơn, đúng không? Trường hợp ngắn thì chúng ta có thể làm như thế, nó cũng tương đối dễ. Nhiều điều kiện thì có thể là cái anh, cái em đây. Em đây. Đấy, SP chấm gì đây. Đấy. Và đây chúng ta sẽ có lệnh select. Select là chúng ta lấy cái gì? Lấy đối tượng đấy. Hoặc là lấy một phần của đối tượng, cũng vậy, chấm lấy, chỉ lấy ID thôi chẳng hạn. Đấy, thì cái này sẽ tạo ra một list kiểu in. Và chỉ lấy ID thôi mà, chúng ta chỉ lấy ID thì nó chỉ là list kiểu in thôi. Lấy một phần cũng được, đúng không? Lấy một phần dữ liệu cũng được, mà lấy cả cái object thì cũng được. Thì tùy vào cái này của anh. Anh lấy cái gì thì cái kết quả chúng ta đổ ra thì nó sẽ được như vậy. Này nó hơi giống cái hơi ngược so với các tâm mây, nhưng các tâm mây mình cũng select from. Đúng rồi đấy, nó viết theo kiểu dạng của SQL đấy. Nó cũng select sao from ấy. Thì nó cũng viết được cái đấy. Vâng, nó ngược một tí. Nó ngược một tí, nó vừa kết hợp giữa linq vừa kết hợp với SQL gần giống nhau. Lệnh nó gần giống nhau. Còn order by đúng không? Chúng ta có order by chúng ta có thể viết đây được này. Order by SP chấm gì đấy, ID chẳng hạn. Đấy, nếu mà muốn giảm thì chúng ta sử dụng DSC, còn mặc định nó sẽ là ascending. Nó giống cái này thì gần giống ấy thôi. Cái này gần giống của cái SQL. Tiếp theo hoạt động 2. Nối dữ liệu. Thì ở đây anh em mình đang có hai cái danh sách này, đúng không? Dữ liệu nó là chung với nhau này. Thế bây giờ em áp dụng là em đi tìm, không tìm theo ID loại nữa mà chúng ta tìm sản phẩm có tên loại bằng loại 1. Đấy, không tìm theo ID nữa mà chúng ta tìm theo tag, đúng không? Tag thì chỗ này là cái phần sản phẩm chúng ta không có rồi. Thế đây phần loại chúng ta là ID mà, chúng ta bắt buộc phải nối vào đây để biết là cái số 1 này thì nó là cái tên nó là gì để chúng ta còn đi so sánh. Thì anh em mình lại tìm tiếp. Đây, phần loại này. Vẫn viết theo dạng hôm nãy nhá. Đây chúng ta vẫn viết tương tự này. Anh cứ đọc thuộc là from item gì đấy. Cái item này nó là từng đối tượng. Đấy. Người ta đặt tên nó cũng quen rồi ấy, thì anh cứ đọc thế cũng được. Sau nó cũng nhớ mà. Đấy, thì bây giờ nó khác cái chỗ là chúng ta phải đi nối bảng kia thì chúng ta sử dụng hàm join. Inner join đấy. Trong SQL nó có phần hàm join, let join đấy, inner join đấy anh. Dưới đây nó chỉ lệnh join rồi. Thì join nó join với cái gì? Thì chúng ta có thể đặt tên biến, nó lại có một tên biến nữa. Thì đây là loại này. Thì cái loại này nằm trong cái gì? Nằm trong danh sách loại. Đây, danh sách loại đây. Chỗ này em đổi ra thành là danh sách loại. Danh sách này nhá, nằm trong danh sách này. Đấy, xong rồi. Thì nó nối với nhau theo cái trường gì, đúng không?
ta biết cái trường mà chúng ta đang định nối là trường ID hay là trường gì thì chúng ta phải có một cái mô tả đây. Ở trên một cái gì đấy, trên một cái liên kết nào vậy thì chúng ta sẽ là cái item của chúng ta, thì item em đặt tên là sản phẩm ấy. Đấy thì cái sản phẩm của ta on à, đó, on bên dưới không on này, sản phẩm chấm này, ID phân loại này, không phải bây giờ dấu bằng nha, có nghĩa là bằng bên kia, nhưng mà trong cái trường hợp này nó không phải là so sánh đúng không, nó mà là liên kết thì chúng ta sử dụng lệnh equal. Equal thì cái equal nó cũng có nghĩa là tương tự là so sánh à, là bằng ấy mà. Bằng đúng không, bằng cái loại này. Đây, bằng cái loại này. Chấm ID. Đấy. Thì bây giờ chúng ta mới where này. Where này. Thì where lúc nãy theo cái điều kiện chúng ta đây là tìm đúng không, thì sản phẩm có loại bằng loại 1. Chúng ta sử dụng cái biến ở dưới loại chấm tên này bằng loại một. Ai xong chúng ta mới select là sản phẩm loại chấm to list. Loại một theo tên nha. Dạ anh thấy đây là cách để chúng ta nối hai bảng với nhau. Nối hai bảng với nhau. Nó khác một chút. Có lệnh này sau này trong database chúng ta dùng rất là nhiều. Nhưng lệnh này bắt buộc phải nhớ. Mà database lại dùng cái này à? Anh tính database vẫn cứ select sao hồi đó như thế chứ. Được, bên kia nó vẫn dùng được mà. Sao đâu? Nếu mà dùng bên kia thì nó sẽ tạo ra chúng ta viết store. Store tạo ra cái hàm ở bên này. Mỗi cái store đấy sẽ tạo ra thành một cái hàm ở bên này để ta dùng luôn, thì ta không phải viết lại nữa. Còn trong trường hợp nó dễ đúng không, nó dễ thế này chúng ta viết luôn bên này, tội gì viết bên kia cho nó mất thời gian. Viết bên này cũng được mà. Để em xem còn lệnh nào không, chúng ta học nốt. Nói chung hàm này thì nó hơi phức tạp đấy. Còn nó còn một trường hợp nữa là left join ấy. Để chúng ta đây mới là inner join thôi nhé. Còn một trường hợp left join nữa. Trường hợp left join chắc hôm nào làm DB thật thì em sẽ chỉ nốt. À, còn cái gì nữa không nhỉ? Hôm qua chúng ta sử dụng min, max. Hàm min và max em chỉ ra nhỉ? Em xem lại cái phần program. Chưa, chỉ có sắp xếp thôi. Đếm phần và mật, sắp xếp và số lượng. Lấy số lượng. Ok, bây giờ sẽ tìm nốt hàm min và max. 3 min max. Đấy. Thì hôm qua em có nói là lấy cái nào mà có cái ID lớn nhất đi, đúng không? Bây giờ tìm ID lớn nhất nhá. Tìm đối tượng à, tìm ID lớn nhất trong danh sách sản phẩm. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái biến in đúng không? Tại vì in này giá trị ID max này. Kết quả chúng ta sẽ ra được cái biến in này. Thì bằng cái danh sách sản phẩm chấm max. Đây nó có hàm max này. Đấy, hàm max. Thì trong này anh có thể áp dụng là sử dụng cái gì? Chúng ta lấy theo ID sản phẩm. Đấy, rất là dễ thôi, này rất là dễ. Min thì cũng tương tự thôi. Min thì chúng ta sử dụng hàm min. Cái này thì là vẫn là lambda hay chưa em nhỉ? Vâng, cái này vẫn là lambda. Cái chủ mới này đâu đúng không? Vâng. Cái này cái mới thì chúng ta chỉ viết đoạn này này, viết đoạn này vào này. Đúng không? Viết đoạn này vào xong chúng ta chấm mắc thôi mà. Đây này, chúng ta chấm mắc ở sau. Đúng không? Anh chỉ thay thế thôi. Nó chỉ là cách viết khác của cái select thôi mà. Đấy, anh có thể dùng mắc cái này. Đấy, chỉ cần đổi cái đoạn select của mình thành cái này. Nếu anh tìm cái ID max của cái loại 1 thì anh phải dùng kiểu này. Đúng không? Anh có thể dùng kiểu này.
Tiếp theo chúng ta sẽ có cái tính trung bình, tính tổng. 4 là tính tổng. Cái này nó còn áp dụng cho với cả những cái list đơn giản đấy nhá, nhưng mình có một cái danh sách kiểu in đúng không? Ví dụ đây, list kiểu list số đúng không? Bằng new list. Đây 1 2 3 4 gì đấy. Đấy, ngày xưa học chúng ta tìm cái hàm tìm số lớn nhất là chúng ta phải viết thuật toán đúng không? Bây giờ tìm cái số lớn nhất thì rất là dễ rồi. Max sẽ bằng cái list này, chấm max thôi. Đấy, nó có một phần tử thôi ấy, nó có một cái kiểu dữ liệu thôi ấy, thì chúng ta chỉ cần làm hàm này chúng ta tìm được max luôn. Đấy, rất là dễ. Đấy, sau này anh có thể áp dụng nó vào nhiều cái trường hợp đấy. Như tìm bạn lương cao nhất chẳng hạn, như thế thì nó sẽ tìm rất là nhanh. Thế là xong. Tính tổng chúng ta sử dụng hàm sum. Tại vì em muốn em tính tổng tổng tiền chẳng hạn đúng không? Trong trường hợp này nó không có biến gì thì em sử dụng tổng ID nhá. Tổng ID thì sẽ bằng, nó cũng giống như cái lệnh max min này thôi. Chấm sum này. Đấy, chúng ta sum theo cái trường nào? Sum theo trường ID chẳng hạn. Thì nó cũng tương tự thôi, làm sao cũng rất là dễ. Nhưng mà ứng dụng hơi nhiều đấy, cái phần này sẽ ứng dụng nhiều lắm. Năm này là có phần là tính trung bình. Tính trung bình chúng ta sử dụng hàm average. Đây, ví dụ là nha, tính trung bình này. Everin. Ring là cái một giải à. Ever là một phần. Tính trung bình cái này thì nó sẽ trả về dạng double. Có nghĩa là khi mà hai cái số cộng vào nhau ấy thì chất kiểu chia ra nó sẽ bị lẻ, thì cái này anh sẽ phải trả về kiểu dạng double. Đây, hàm này nó trả về double rồi, đây này, double. Hàm sum thì nó lại trả về kiểu gì, nó kiểu theo kiểu in hoặc kiểu gì đấy mà mình lấy theo cái dữ liệu trong này này. Đấy, dữ liệu trong này kiểu gì nó sẽ trả về kiểu đấy. Còn riêng thằng average này thì nó kiểu in thì nó sẽ chuyển thành double. Đấy, tên này. Tên sản phẩm của string. Thì string thì nó lại không cộng rồi nhé. Đấy, đấy. Nó là chuyển kiểu long là không chuyển được đúng không? Lên 100 chẳng hạn. Kiểu long nhá, em kiểu long này. Kiểu long 100 này. Đấy, thì cộng tính trung bình của các số 100 mà thì nó vẫn ra double này. Đấy. Cái hàm này ra double. Lấy số lượng, lấy phần tử từ vị trí. Đấy, ví dụ em có 10 đúng không, có 10 10 cái dòng, nhưng em là một chỉ lấy 4 dòng thứ hai đến dòng thứ ba thôi, hoặc thứ hai đến thứ tư thôi, nghĩa là lấy hai cái vị, lấy hai vị trí thứ hai, phần thứ một và thứ hai, bỏ thằng thứ không đi, thì mình làm thế nào đúng không? Thì hôm nay có một cái lệnh nữa là lệnh lệnh skip. Thì đây cũng là kết quả là một list sản phẩm này. Đấy, thì sản phẩm từ 1
cho đến 4 đi, cho đến từ 2 nhé, từ 2 đến đến 5 đi cho nó nhiều nhé, đến 5 đi để bằng. Đấy, thì có cái danh sách sản phẩm ấy rồi thì bỏ cái đầu đi đúng không, mình bỏ cái số 1 đi thì mình skip đi, mình sử dụng dạng skip, skip mấy phần tử đúng không, mình skip một phần tử, skip cái đầu tiên mà skip một phần tử xong mình bắt đầu mình thách đúng không, thì vị trí thứ 1 đến thứ 5 từ thứ 2 đến thứ 5 mình sẽ có 4 cái nữa thì mình sẽ thách 4 và làm tourist. Làm thách thì buổi trước chúng ta học rồi trong cái phần này, phần một phần này, lấy một phần ở đâu nhé, đây, cuối cùng này 10 này, thách số lượng này thì hôm nay cho lại bỏ đến một phần trong chúng ta mới lấy, nó cũng dành trong nhiều trường hợp đấy, dành nhiều trường hợp. Ví dụ người ta muốn lấy top đúng không, top top 2 đúng không, top 2 thì top 1 thì đấy, đấy như thế. Thế sau này dùng cho phân trang ấy, trong database chúng ta sẽ phân trang, ví dụ ra có một danh sách 1.000 cái dòng như vậy, nếu mà lấy lên hết nó nhiều quá chúng ta sẽ lấy từng trang một, đó trang 1 là 100 cái, trang 2 là 100 cái tiếp theo đúng không, trang 3 trang cái tiếp theo nữa. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng lệnh này. Bảy xong còn cái gì nữa không nhỉ? Đấy, sẽ còn lệnh gì nữa không nhé? Còn khá nhiều lệnh nhưng mà ít lệnh dùng nên là em cũng thôi. Cái nào hay dùng thôi. Hay dùng thôi. Đếm dùng chưa? Hình như là hôm trước chưa có lệnh đếm đúng không? Đây đếm chúng ta có rồi, lệnh count. Lệnh count thì dùng rất là nhiều rồi. Đây nó chỉ có bằng này hàm, anh chấm ra thì thấy bằng này hàm nó có ấy, đây này. Đấy. Where union các thứ thì nó cái union thì nó hơi tạp. Chuyển sang dạng mảng cũng được. Đấy, to array chuyển sang dạng mảng, nhưng mà đang dùng list rồi thì nó rất là ok rồi, cần gì sang mảng nữa. Sort này nếu khác thì tìm kiếm đâu, nó vẫn là tìm kiếm thôi. Remove mấy remove all đâu, không học rồi xóa đi đấy, xóa một phần tử hoặc xóa hết đấy. Nó giống như lệnh clear ấy. Do chúng ta học rồi này, last học rồi này, insert chúng ta học rồi, insert ring đấy, insert ring, file thì chúng ta dùng cái đầu tiên, lúc nãy có một cái đầu tiên thôi, còn có file index, file o nữa thì thật ra cũng chả dùng nhiều đến, mình que, mình đã que rồi thì nó áp dụng rất nhiều trường hợp, chả phải file nữa, file nó nhiều khi nó dùng nó tìm kiếm chả đúng đâu. Mình viết khó hơn lệnh que viết rất là dễ. Distin, chúng ta có lệnh distin. Vậy là loại bỏ trùng lặp. Nghĩa là hai cái dòng bản ghi chúng ta giống hệt nhau. Thì chúng ta có thể là bỏ trùng lặp đi, chúng ta chỉ giữ lại một bản thôi. Ví dụ như em có cái danh sách này nhá, nó vẫn là loại 1 đúng không? Nó giống hệt nhau, hai cái giống hệt nhau. Thì em comment hết là đã. Bây giờ em sẽ for x để em đưa cái trùng lặp ấy ra. For x và item in loại danh sách loại. Phân loại. Đây là loại item này. Tên loại. Đây, ví chạy này thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ có hai cái, mà giờ hai cái nó giống hệt nhau. Thế bây giờ mình sẽ sử dụng lệnh distin này để xem nó còn không. Đây, sách loại distin. Đây, chúng ta chạy này, đây vẫn còn không, thì bây giờ anh sẽ gán nó lại thôi. Đây, sách loại bằng distin. Giống nhau không? Loại một. Cái này trường hợp này nó không xác định được giống nhau. Và à,
hay hay do cái phổi của mình chuyển không? không phổi đấy biết tin đi thì nó sẽ phải mất đi một cái mà. Cái này trường hợp này chắc nó không không nhận được không nhận được nó không 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 xác định được là giống nhau khác nhau ấy. Nó không ép được sang cái kiểu lệnh là nó không ép được ấy. Lệnh này dùng trong database rất là ok khi mà chúng ta làm việc với database. Trường hợp này em nghĩ là nó không có từ khóa, nó nên nó không không ép lại với nhau được. Hoặc chúng ta sử dụng theo viết dạng là lắp lên dạng lambda nhé, à dạng dạng khác nhé, là dạng select nhé. À đã quên. Nhiều lúc viết đọc kiểu SQL chúng ta lại quên mất. Distin nó nghĩa nó phải giống nhau và nó xác định được là giống nhau. Em sợ cái trường hợp này nó không xác định được là giống nhau nên là nó sẽ không không bỏ đi được. Đây, nó không bỏ đi được, nó không xác định được. Hai ba cái giống nhau mà nó vẫn thế này, nó không không xác định được. Nhưng mà lệnh này anh nhớ là lệnh này là lệnh ấy nhá, sau mày dùng với database thì chắc chắn là ok. Cái này nó là dữ liệu mình nhập thẳng nên là nhiều khi nó không không nhận này, nó không nhận là giống giống nhau. À, nếu nếu mà không dùng được cái này thì chúng ta có thể kết hợp đúng không? Kết hợp thì mình sẽ dùng for ấy. Chúng ta sử dụng vòng for x cái này này. Kết hợp với vòng for x ở đây là new list phần loại. Đấy, bây giờ mình sẽ check trùng ở trong này đúng không? Mình check trùng ở trong này là được. Check trùng ở trong này thì chúng ta sẽ check cái list này thử xem có được không. Chấm constant, chúng ta sử dụng hàm constant. Hàm constant là chứa đấy. Đấy, chứa thì chứa cái item. À cái list này là chúng ta for x theo cái list ở trên danh sách này nhá, danh sách sản phẩm nhá, danh sách phân loại này nhá. Đấy, ở dưới này nó hiển thị trên màn hình, chúng ta sử dụng cái list tìm được. Nếu mà nó bằng đúng không? Đây là if này. If này. Nếu mà cái danh sách mới chúng ta mà không chứa cái item mà chúng ta đang duyệt đấy thì chúng ta mới add nó vào. Đấy, chúng ta add item vào. Đấy, thử xem có được không? Con tên này chắc nó không xác định được thì dạy biết tin với con tên là giống nhau thì anh có thể sử dụng select. Select select mỗi trường ID thôi. Đấy, select ID thì con tên ở đây chúng ta sẽ select theo cái item.id thì so sánh mỗi trường khóa thôi. Đấy, so sánh mỗi trường khóa thôi thì kiểu này thì chắc chắn được, tại vì nó chỉ là một cái thuộc tính thôi, nó dễ. Còn nhiều thuộc tính thì nhiều khi nó lại thành khó. Thử xích lích kiểu này xem được không? Không được đúng không? Với cả đối tượng thì không được. Trong database thì được nhé, nếu mà làm việc với database, xong làm việc database thì ok. Còn trường hợp này anh em mình chỉ dùng theo dạng check theo cái mục trường thôi.
cho một trường này thôi. Cái này thì rất là ok này. Khá nhiều lệnh nhưng mà toàn lệnh phức tạp, mấy lệnh đấy ít dùng như là hết rồi đấy. Cái nào dùng thì em nhiều quá không dùng được, phí đúng lại nhiều quá lại không nhớ được. Ok chắc thì dừng lại đây thôi. Dừng lại đây thôi, mấy cái này thì hầu như là dùng nhiều nhất rồi, thì cái gì dùng nhiều em đã hướng dẫn đấy. Thì bây giờ em ra một cái bài tập nhỏ nhỏ đi, làm thêm cái bài hôm trước. Em sẽ add một cái đơn hàng và một cái là chi tiết đơn hàng. Thì một đơn hàng chúng ta sẽ có nhiều cái đặt cái sản phẩm mà chúng ta đặt hàng mà. Class này. Class này em sẽ đặt tên là đặt hàng đơn hàng. Đấy thì anh sẽ khai báo những cái thuộc tính sau. Thuộc tính nha. ID này, tên khách hàng này. Gian đặt này, gian đặt, ok, đấy, tham, đấy, phương thức nghe gọi, phương thức cho nó chuẩn này, tính tổng tiền. Số lượng chi tiết danh sách chi tiết đấy, thì bây giờ em sẽ có một class chi tiết đây nữa. Class này chi tiết đơn hàng thì đằng này nó cũng có những thuộc tính sau, là thuộc tính này có ID, tên sản phẩm này, giá bán là đơn vị tính nhé, giá bán số lượng, đấy, hàm mà chúng ta có hàm, chúng ta có thuộc tính là ID đơn hàng, chúng ta lấy theo cái bảng đơn hàng bên kia nhé. Cái thứ hai là cái hàm, cái phương thức chúng ta tính tổng tiền chi tiết
này thì dễ rồi, cái này chỉ lấy đơn giá nhân số lượng thôi. Đơn hàng ra thì cái chỗ danh sách chi tiết này thì anh chính là cái thuộc tính là cái phần list đấy. Đây, public này lấy luôn cái object bên kia làm cái thuộc tính list chi tiết đơn hàng, đây gọi là danh sách à. Danh sách sản phẩm. Đấy, như cái này là chúng ta lấy luôn cái class ở bên kia là cái thuộc tính ở bên này. Hay hiểu chưa? À, trong program thì trong program này thì anh sẽ phải tạo ra một class là tạo ra một đơn hàng. Thêm thông tin cho các thuộc tính và list sản phẩm bạn mua. Thứ hai là tính tổng tiền à, tính à, hiển thị lên số màn hình số lượng sản phẩm. Này là dùng làm khao đấy. Cái thứ ba là tính tổng tiền đơn hàng. Này chúng ta sử dụng hàm sum. Ok anh. Để trừu tượng thế nhỉ? Trừu tượng đó. Ừ, chắc đây người phải xem lại video các kiểu để những hình dung ra được. Thế là anh cứ phải khai báo được chuẩn cái hai class này cho em đó này. Khai báo chuẩn đúng không? Ừ. Có thuộc tính thì khai báo chuẩn. Cái thứ hai là khai báo hai class này là chuẩn này, đúng không? Cái thứ ba là trong program là anh phải tạo ra cái đơn hàng đấy và add được dữ liệu cho nó đã. Sau đấy thì anh mới chạy được hai lệnh dưới này, đúng không? Vì cái này mà mình tạo ra đơn hàng thì rất đơn giản thôi, mình chỉ là một cái đơn hàng đúng không? Đơn hàng này, chấm đơn hàng này. Đơn hàng. Đơn hàng này. Đây là đơn hàng 1 chẳng hạn. Bán new đơn hàng. Đây là tạo ra đơn hàng. Đấy, xong bây giờ anh chỉ cần add thôi đúng không? Add những cái thông tin vào. Đó, ví dụ ID. Đúng không? ID bằng bao nhiêu đấy. Để anh để set get bên kia nhá. Đấy, xong là cái list đúng không, chúng ta có một cái đơn hàng một chấm cái danh sách sản phẩm đặt mua này, thì nó là một đầu vào, nó là một danh sách đúng không, đây là một list, thì anh phải bằng cái một cái list nào đấy, bằng một cái list ở đấy đặt hàng đúng không. Đấy, một list đặt hàng thì cái list đặt hàng này nó lại là một cái list của cái chi tiết đấy, và đặt hàng bằng new list thấy chưa? Đấy. Thế thì anh chỉ cần điền dữ liệu đây đúng không? Cái này phải khởi tạo nó, chấm add một cái gì đấy. Add vào. Đấy, new. Đấy, ID bằng 1 hay đúng không? ID bằng 1 xong ID đơn hàng bằng bao nhiêu? ID đơn hàng thì bằng cái thằng này. Đơn hàng 1.id. Anh hiểu chưa? Tại này nó gọi là trồng nhiều class thì cảm giác nó hơi phức tạp tí, nhưng mà nó sẽ hơn bài hôm trước chúng ta làm class đơn lẻ thôi. Thì hôm nay là thuộc tính bằng class. Đấy, hôm gọi là thuộc tính thì chỉ là bằng những cái kiểu dữ liệu rất là đơn thuần như string, kiểu int, datetime thôi. Thì hôm nay chúng ta sử dụng luôn những cái class để làm thuộc tính. Đấy, áp dụng luôn cho cái phần sản cái đơn hàng này. Đấy, nó hơi khó tí thì em chỗ này thì em đã viết sẵn cho anh rồi này. Thì anh chỉ cần phát triển lên thôi. Phải lọc lại. Nói chung là chúng phải cốt bản thân đi thì anh mới nhớ được. Bữa sau chúng ta sẽ ôn tập một bài. Bữa sau sẽ ôn tập cái phần này. Xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu học giao diện thôi.
anh bắt đầu học giao diện rồi. Ừ. Cái buổi này đến đây thôi nha nhé. Ừ, Ok, ok ok em. ok anh. Ừ.